Ngoài kia có gì đẹp thế nhờ? Hay, bỏ cái tay ra, nào nào. Cái thằng xe nhỏ này không biết nghe lời gì cả. Cẩn thận, ngã lộn mèo xuống ban công bây giờ. Bỏ cái tay ra, đi vào nhà. Trời ơi, các bạn thấy không? Có hoàng thượng đáng đồng tiền bát gạo ghê không? Con người và động vật có mối quan hệ gắn bó với nhau như thế đấy. Đừng tưởng rằng chỉ có con người mới cứu động vật thoát khỏi hiểm nguy, mà đôi khi nha, những loài vật nhỏ bé này lại trở thành anh hùng, Superman ngoài đời thực, sẵn sàng liều mình vì chúng ta đấy, các bạn ạ. Vậy thì ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng với tôi xem động vật yêu thương con người đến như thế nào, ngày nhá. Thứ nhất, chú ngựa giúp chủ nhân tàn tật. Chúng ta thường nghĩ rằng chó mới là người bạn trung thành nhất của con người. Thế nhưng các bạn thân mến, các bạn đừng bao giờ nghĩ đến một loài khác cũng trung thành không kém. Ví dụ như là những chú ngựa bao giờ chưa ta? Đây, người chú tàn tật này đang gặp khó khăn trong việc di chuyển. Ông ấy đang nằm sóng xoài ra đất và không thể đứng dậy. Chú ngựa thông minh đã khuỵu cả hai chân, nằm xuống để ông chú có thể trèo lên lưng rồi đưa về nhà. Chưa hết nha, ngựa ta thậm chí còn biết đi kiếm củi về cho chủ nhân nữa cơ đấy. Một chú ngựa thật sự quá tuyệt vời, thả ngay một like cho em nó, ngay đi nào. Thứ hai, sư tử biển cứu người tự tử. Vào tháng 9 năm 2000, một cậu thiếu niên bị rối loạn lưỡng cực và rối loạn tâm thần tên là Kevin Hines đã nhảy xuống từ cây cầu Golden Gate. Nhưng mà sau đó các bạn ơi, cậu ngay lập tức hối hận. Hines bị chấn thương nghiêm trọng, thế nhưng vẫn cố gắng một cách tuyệt vọng để bơi vào bờ. Tuy nhiên, một điều thực sự khó tin đã xảy ra nè. Khi đã gần đuối sức và sắp chìm ha, đột nhiên Hines của chúng ta cảm thấy có một loài động vật to lớn ở bên dưới của mình. Anh đang nghĩ rằng, trời ơi, đó có thể là một con cá mập đang lượn vòng dưới chân, tiêu rồi. Nhưng cái điều không ngờ đó lại là một chú sư tử biển lớn. Nó đang cố gắng đẩy người của cậu lên, giữ cho đầu của Hines nổi lên trên mặt nước để cậu không bị chết đuối. Và cuối cùng nha, Kevin Hines đã được giải cứu vào bờ trước khi chết vì kiệt sức và đuối nước. Sau vụ việc được chú sư tử biển cứu như vậy thì cậu bé Hines từ đó đã nỗ lực hết mình để sống một cách có ý nghĩa hơn. Hiện tại thì Hines đã trở thành một nhà tâm lý học, một diễn giả về phòng ngừa tự tử. Trời ơi, thật sự tuyệt vời đúng không? Một chú hải cẩu có thể thay đổi cuộc đời của một con người luôn đấy, các bạn ạ. Thứ ba, hổ cứu nhân viên vườn thú. Nếu được tiếp xúc và sống lâu với con người thì động vật hoang dã cũng có thể trở thành những người bạn cực kỳ thân thiết của chúng ta đấy. Một đoạn video đã được đăng tải lên YouTube, nhân viên chăm sóc động vật là Eduardo Serio đang chơi đùa với những con sư tử trong vườn thú ở thành phố Mexico City. Anh đang vuốt ve một con sư tử trắng thì một con báo đốm nguy hiểm từ xa bất ngờ tăng tốc như là muốn tấn công nhân viên vườn thú vậy đó. Sau đó thì rất nhanh chóng thôi, chú hổ gần đó đã lao ra ngăn chặn con báo tấn công người chăm sóc nó. Anh chàng vẫn không hề hay biết sự việc diễn ra ở sau lưng. Con báo đốm nha, sau đó đã lại gần và ôm chân nhân viên vườn thú. Anh bình tĩnh vỗ về nó, tí nữa thì mất miếng thịt luôn rồi kìa. Thứ tư, lợn cứu chủ. Ở đây không biết có bạn nào nuôi một em lợn mini làm cảnh không ta? Trông chúng thật sự dễ thương và đáng yêu các bạn ha. Hầu hết chúng ta đều cho rằng cái loài lợn cũng chỉ biết ăn rồi ngủ ngáy o o cho béo mẫm thôi đúng không? Chẳng được cái tích sự gì cả. Tuy nhiên khi mà nghe câu chuyện này xong, các bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình đó nha. Và một buổi sáng đẹp trời, cô Joanne Oldsman bỗng lên cơn đầu tiên và cục ngã ngay trong nhà. Chú lợn Lulu ngay sau khi nhìn thấy cô chủ của mình ngã đã cực kỳ thông minh nha, chạy ra đường cầu cứu những người qua lại liền. Cố gắng làm mọi cách để mà thu hút sự chú ý của ai đó và khiến các xe phải dừng lại. Cuối cùng á các bạn, một người tài xế lái xe tốt bụng thấy chú lợn lạ kỳ này, bất thường này đã dừng lại. Sau đó nha, đi theo Lulu về đến nhà. Tài xế khi mà trông thấy cô Joan nằm bất tỉnh trên sàn đã lập tức đưa cô đến bệnh viện và chữa trị rất kịp thời. Thiệt chứ, và nếu không nhờ sự dũng cảm và thông minh của Lulu nha, rất có thể cô chủ đã không qua khỏi cơn đầu tiên rồi đấy. Đấy, có em lợn nuôi đáng đồng tiền bát gạo thực sự luôn các bạn nha. Thứ năm, chó cứu chủ khỏi tình cướp. Chó vẫn mãi là người bạn trung thành của con người. Tại một văn phòng nhá, trong khi anh chàng và một chú chó đang ngồi trông coi thì đột nhiên một tên cướp mang theo súng vào. Ôi, hắn đe dọa như muốn tống tiền á. Và nhận thấy nguy hiểm, ngay lập tức chú chó dũng cảm đã nhảy cẩn lên cắn liên tiếp vào người hắn. Mày đến làm gì? Cho mày chết, cho mày chết. Quá hoảng hốt vì bị chú chó phản đam như vậy, tên cướp đã bỏ chạy mà không kịp ngoái đầu lại nhìn luôn. Một pha cứu nguy cứ như lỡ trong phim hành động Hollywood vậy các bạn ha. Thực sự gây cấn chứ bộ. Quả nhiên người yêu không có, nhưng chó nhất định phải có em nha. Thứ 6, voi cứu người thoát chết khỏi sóng thần.
Các bạn đã bao giờ gặp được những chú voi ngoài đời chưa ta? Trông chúng thật sự to lớn và khổng lồ ha, khiến cho bất cứ ai cũng phải sợ hãi khi mà gặp hết trơn á. Nhưng mà khi biết những chú voi cứu người, chắc chắn các bạn không còn cảm thấy sợ hãi như vậy nữa đâu, mà còn yêu thích loài voi hơn ấy chứ. Đây, trở lại năm 2004, một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất từ trước đến nay đó chính là trận sóng thần xảy ra ở Thái Lan. Khi đó các bạn, Amber Owen đã có mặt trong kỳ nghỉ nha. Và một buổi sáng đẹp trời, cô đang cưỡi một chú voi có tên là Ninh Non, thì đột nhiên voi ta bắt đầu di chuyển nhanh về phía ngược với hướng biển. Trong lúc đó thì cô gái đã nhìn thấy một làn sóng khổng lồ như bức tường nước đang lao đến đất liền, và chính xác là một cơn sóng thần khủng khiếp có thể nuốt chửng luôn tất cả mọi thứ. Amber đã vô cùng là sợ hãi. Trong khi đó nha, chú voi Ninh Non thì vô cùng bình tĩnh luôn, tự tin đưa cô đến đất liền an toàn vô cùng. Sự dũng cảm, bình tĩnh đương đầu với sóng thần và lòng tốt bụng của chú voi Ninh Non đã khiến cho bất cứ ai cũng phải xúc động khi nghe câu chuyện này. Các bạn có suy nghĩ gì khi nghe được câu chuyện của Ninh Non? Hãy cùng comment chia sẻ ngay cảm nghĩ nhé. Thứ 7, bản năng làm mẹ của khỉ độ. Chúng ta đều biết rằng các bạn, tinh tinh là những giống loài có đặc điểm gần tương tự với con người nhất, đúng không? Trên thế giới cũng có rất là nhiều những câu chuyện cảm động khiến cho triệu người rơi nước mắt vì những lần khỉ đột đứng ra bảo vệ những đứa trẻ yếu ớt. Câu chuyện khác nha, là vào năm 1996 nè, tại vườn thú Brookfield, Chicago, một em bé 3 tuổi đã bất ngờ ngã xuống chuồng của khỉ đột. Ngay khi em bé rơi xuống chuồng khỉ, mọi người đều tưởng như em sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng không, một cô khỉ đột cái trong bầy tên là Binti Dua đã bế đứa trẻ lên. Sau đó nha, em đã gần như bất tỉnh hoàn toàn vì cú rơi từ độ cao đến tận 6 mét mà. Cô khỉ Binti đã cẩn thận ôm cậu bé như đứa con của mình, đưa tới gần chuồng để các nhân viên có thể đưa cậu bé ra một cách an toàn. Trong khoảnh khắc nín thở đó, hành động của Binti đã khiến cho mọi người phải suy ngẫm về mối liên kết khăng khít giữa động vật và con người đấy. Thật sự kỳ diệu các bàn ha. Thứ 8, đàn cá heo cứu vận động viên khỏi hàm cá mập. Có lẽ các bạn cũng đã biết rằng cá heo là một loài rất thông minh và khá tốt bụng đúng không? Đã có rất là nhiều trường hợp con người và động vật được cá heo cứu sống đấy các bạn ạ. Đây, vận động viên Adam Walker đang tham gia một cuộc bơi eo biển Cook ở New Zealand kéo dài đến 8 tiếng 36 phút. Trong khi đang bơi nha, anh đã nhận ra một con cá mập dài đến tận 2 mét đang lượn lờ dưới mình nè. Nhưng may mắn thay, con cá mập đã không thể tấn công anh vì một đàn cá heo xuất hiện kịp thời, tạo nên lớp vỏ bọc bảo vệ Walker. Đàn cá heo khoảng 10 con đã bơi cùng vận động viên này trong chừng 1 giờ đồng hồ. Đó quả là một cảnh tượng ngoạn mục nha, khi mà những sải bơi của Walker sánh cùng với những cú nhảy khoảng 10 con cá heo. Trời ơi, chúng bơi rất gần anh luôn, đến nỗi nha anh còn chạm được cả đuôi của chúng luôn. Đàn cá heo đã chủ động bảo vệ Adam khỏi cuộc tấn công nguy hiểm của cá mập đấy. Thứ 9, vẹt cứu chủ khỏi chết cháy. Ê, nhà các bạn có nuôi vẹt không ta? Nhờ cái khả năng nhại giọng nói của con người mà chú vẹt này đã cứu cả một gia đình đấy, kể cho các bạn nghe nhé. Trong khi cả ba thành viên gia đình, hai vợ chồng bà Larry và cháu gái 6 tuổi ở Tennessee đang say giấc nồng ha, bất ngờ một đám cháy dữ dội đã bay lên từ phòng bếp. Nhờ chú vẹt Louis liên tục gào lên, cháy, cháy, mà ba người đang ngủ bỗng nhiên choàng tỉnh dậy liền. Khi thức dậy nha, ngọn lửa đã lan tới phòng khách, chồng ba đã cố gắng dập lửa, quay lại cứu những con vật, nhưng mà không may là cả chú vẹt và bốn chú chó cảnh nuôi đều bị chết trong đám cháy. Louis thực sự là một anh hùng, đúng không các bạn? Vâng, các bạn thân mến, chính câu chuyện trên đây đã cho chúng ta thấy rằng động vật có thể trở thành anh hùng của con người bất cứ lúc nào, đúng không? Hãy chăm sóc và yêu thương động vật nhiều hơn nữa các bạn nhé. Và đến đây thì video ngày hôm nay của Nghiện Khám Phá cũng xin được tạm dừng nhé. Các bạn yêu thích loài động vật cứu người nào nhất nào, hãy cùng comment cho Nghiện Khám Phá được biết đi nào. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Nghiện Khám Phá và quả du cực tôi trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào nhé, bye.